Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Trọng sinh trăm ức đại lão, ta đập tiền chinh phục đại mật mật không hệ thống, trọng sinh niên đại văn, giới giải trí, văn sao công, sản văn, nhiệt huyết, đô thị Lý Dương trọng sinh năm 2007, lợi dụng trí nhớ kiếp trước, tại thị trường tài chính đại vất đặc biệt. Mang tiền vào làng giải trí, đập tiền đập tài nguyên. Nâng hồng vương bảo cường, dương mật, nhiệt ba, đường đường không chỉ có là tài chính trăm tỷ đại lão càng là giới giải trí tư bản đại lão mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp chớ bắt chước chương một ký mấy cái vua mạng ảnh bạn đang nghe tại truyện chấm audio lý tổng đều là diễn viên nhỏ không có mấy cái công ty muốn bọn họ nhất là cái kia trần tư thành hắn hiện tại chính là một ca sĩ hai ngày trước nhờ người viết thư cho ta, nhất định phải diễn cái này nhân vật. Mấy diễn viên này, ngươi lưu ý một chút, tranh thủ. Đem bọn họ đều lưu lại lý thị truyền thông. Khang Hồng lôi kinh ngạc nhìn về phía Lý Dương. Mấy tiểu nghệ sĩ không có tiếng tâm gì, lại làm cho Lý Tổng để ý như vậy. Hơn nữa còn là ký toàn bộ. Lý Dương tin tưởng như vậy, bộ phim này có thể nổi tiếng. Lý Dương muốn kiên trì ký hợp đồng với những diễn viên này, là bởi vì hắn biết trong tương lai không xa, những diễn viên này mỗi người đều là gánh vác. Không sai, Lý Dương là người sống lại. Một hồi ngoài ý muốn, hắn xuyên qua trở lại năm 2007. Hắn căn cứ vào trí nhớ kiếp trước, tại thị trường tài chính chế tạo thuộc về hắn thần thoại. Có đầy đủ vốn liếng về sau, hắn mang theo vốn liếng dết vào giới giải trí, vì chính là muốn viên kiếp trước giấc mộng của mình. Lý Dương bây giờ cũng không có nửa điểm kích động, ngược lại càng thêm bình thản. Khang Hồng Lôi lúc này mới biết được, nhà đầu tư trẻ tuổi này, lòng già sâu bao nhiêu. Tại sao Lý Dương lại ký hợp đồng với mấy diễn viên đột kích này? Chủ yếu là trong này có hai cái trăm vạn ảnh đế vương Bảo Cường cùng Trần Tư Thành. Còn có một cột mốc đạo đức của ngành điện ảnh và truyền hình Long Quốc. Trương Đạt. Cuối cùng còn có một cái vốn có danh xưng hí yêu đoàn nghị hoành, càng là một gã thực lực phái ảnh đế. Đoàn Nghị Hoành là người khiêm tốn, tốt nghiệp nhiều năm, dốc lòng nghiên cứu quay phim, mãi đến khi sắm vai viên lãng trong Binh lính đột kích mới được khán giả biết đến. Trần Tư Thành, Lý Thần, Trương Đạt còn là diễn viên trong câu chuyện tình yêu Bắc Kinh, tỷ lệ người xem bộ phim Đô Thị Thanh Xuân này cũng từng là quán quân thu hình. Trần Tư Thành, đó lại là một cổ máy kiếm tiền. Một bộ phim hài thăm dò vụ án phố người Hoa, có thể bán được doanh thu phòng vé hơn 3 tỷ bất quá trần tư thành người này lý dương đã từng ít nhiều hiểu rõ một ít nói trắng ra nhân vật thành tài trong binh lính đột kích chính là bản sắc diễn xuất của trần tư thành hầu như bất cứ điều gì có thể được thực hiện để đạt được mục đích sau khi chuyển nghề trở thành đạo diễn anh đã kiếm được rất nhiều tiền nhất là bộ phim đường thám trực tiếp khiến anh trở thành đạo diễn doanh thu phòng vé đầu tiên của long quốc về phần trần tư thành người này ở giới giải trí rất bị tranh luận hơn nữa đánh giá vẫn là trạng thái nghiêng về một phía. Tuy rằng Lý Dương không phải rất thích người này, nhưng lại không thể không thừa nhận tài hoa của Trần Tư Thành, từ ca sĩ chuyển sang diễn viên, lại chuyển sang đạo diễn, lấy được doanh thu phòng vé 10 tỷ, điều này đủ để nói rõ tài hoa thiên phú của hắn. Bất quá những thứ này hắn sẽ không cùng Khang Hồng Lôi nói, phỏng chừng nói ra Khang Hồng Lôi cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên lúc này hắn mới để cho Khang Hồng Lôi lưu ý nhiều hơn một chút mấy diễn viên này, Bất quá về phần chuyện ký hợp đồng, Lý Dương dự định sau khi binh lính đột kích quay xong sẽ đi thao tác. Nếu như hiện tại đem tin tức ký hợp đồng với bọn họ thả ra ngoài, có thể trong quá trình quay phim kế tiếp bọn họ sẽ có ảnh hưởng đối với bọn họ, đem toàn bộ tin tức ký hợp đồng thả ra ngoài, chỉ thích hợp sau khi phim truyền hình phát sóng tiến hành lăng xê. Lý Dương biết rõ kiếp trước tuyên truyền điện ảnh và truyền hình cũng lợi dụng không ít các loại mánh lới. Sau khi tiễn khang hồng lôi, lý dương lại gọi điện thoại cho từ tranh hiện tại đoàn làm phim người tại đồ đã cắt nối biên tập hoàn thành thời gian mấy ngày kế tiếp liền giao cho phát hành đi tuyên truyền dù sao đây là tác phẩm đầu tiên của truyền thông lý thị nhất định phải một pháo khai hỏa mà công chiếu kỳ thật cũng chính là chuyện mấy ngày nay tôn lệ đi tới văn phòng của lý dương trưng cầu ý kiến của ông chủ lý tổng cấp trên đã phê duyệt thông qua về điểm chiếu phim chúng ta định ở ma đô hay là ở kinh thành rất nhiều bộ phim trước khi chính thức công chiếu đều sẽ lựa chọn phương thức chiếu nói trắng ra chính là tìm một hai rạp chiếu phim thành phố có tính đại diện tiến hành chiếu phim phạm vi nhỏ phương thức như vậy chính là để tạo thế cho bộ phim bộ phim đầu tiên của truyền thông lý thị cũng là bộ phim đầu tiên của lý dương mảnh lới trong đó thật sự là quá lớn nếu như lại thêm vào tiêu đề tin tức hơn trăm tỷ chữ đại lão phỏng chừng càng có thể gây chú ý điều này đối với doanh thu phòng vé hậu kỳ hấp dẫn chính là không nhỏ kinh thành ma đô mỗi người chọn một trạp chiếu phim đi vâng lý tổng đối với công việc chiếu phim tôn lệ sau khi nghe được sự sắp xếp của lý dương lập tức bắt tay vào làm làm việc chưa bao giờ dây dưa dài dòng là thái độ bình thường của tôn lệ kinh thành cùng ma đô hiện tại là thành phố phồn hoa nhất nhân khẩu nhiều hơn nữa nền tảng điện ảnh tốt danh tiếng đối với điện ảnh là chân thật nhất đây cũng là nguyên nhân Lý Dương lựa chọn ở chỗ này. Vạn nhất danh tiếng phim kém, cũng tiện cho đoàn làm phim người ở đồ kịp thời điều chỉnh phương hướng tuyên truyền, từ đó đạt được hiệu quả tránh nặng tiền nhẹ. Chú Lý, mấy ngày nay công việc chủ yếu của chú là thu thập tin tức về mấy diễn viên này. Lý Dương gọi điện thoại cho Lý Thuần Phong. Vâng. Lý Tổng. Sau khi Lý Dương cúp điện thoại, rất là an nhàn chăm một điếu hoa. Đinh Lý Tổng, tôi vừa mới học một đoạn vũ đạo, muốn xem không? Trên điện thoại của Lý Dương xuất hiện tin nhắn Đào Hồng gửi tới. Hai mươi mấy ngày nay, sau khi Đào Hồng nhận được lời mời của đoàn làm phim Xuân Thảo, không có việc gì sẽ mời Lý Dương đến một căn nhà khác của cô thưởng thức tài nghệ của anh ta. Bận rộn công tác Lý Dương vẫn không có tâm tình, hiện tại sau khi ký hợp đồng với Khang Hồng Lôi và binh lính đột kích, hơn nửa người tại lành sắp bắt đầu chiếu, hiện tại tâm tình Lý Dương rất tốt huống chi đây cũng là vì trợ giúp từ tranh trong chừng vợ hắn. Này tiểu yêu tinh, Lý Dương biết, chính mình nếu là không hảo hảo làm một hồi bình thẩm, thưởng thức hắn vũ đạo, không biết lại đi tìm ai sung sướng đi. Là ông chủ của từ tranh, sao anh có thể ngồi yên mặt kệ chứ? Nửa giờ sau, trong một căn phòng ở Ma Đô, Đào Hồng liền bắt đầu triển lãm tài nghệ với Lý Dương. Một sợi lụa màu đỏ lướt qua trước mặt Lý Dương, Đào Hồng mặc dậy múa bắt đầu vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh, chậm rãi đi vào Lý Dương. Đào Hồng mấy cái tiểu xoay tròn sau, thân thể bắt đầu thở hổn hển lên, như vậy vũ đạo động tác thật đúng là không phải người bình thường có thể làm. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, Đào Hồng lại tiến hành diễn tấu nhạc cụ cho Lý Dương. Tê Diệu Không nghĩ tới tài nghệ của Đào Hồng còn không ít. Chương 2 Sợ bóng sợ gió một hồi bạn đang nghe tại truyện.audio Lý Tổng, điện ảnh và truyền hình trụ sở hạng mục còn đang xây dựng, cố ý gọi điện thoại hướng ngài báo cáo. Lý Dương vừa trao đổi sử dụng nhạc cụ với Đào Hồng xong, lại nhận được điện thoại của Michael. Mấy ngày nay một mực chuẩn bị công tác chiếu phim, Lý Dương cũng không có chuyện gì, liền thường xuyên đến phòng Đào Hồng tìm vui. Dù sao nơi này có một đầu bếp nữ nấu cơm miễn phí cùng nghệ sĩ am hiểu vũ đạo cùng nhạc cụ lý dương dứt khoát thừa dịp mấy ngày nay hảo hảo thay từ tranh quản giáo bà nương này michael có cậu ở đây tôi yên tâm tiến độ các nối biên tập biến hai thế nào rồi lý dương hỏi michael lý tổng biến hai bên này vẫn là tại các nối biên tập trung chủ yếu là khoa học viễn tưởng phim cần gia nhập rất nhiều đặc hiệu cái này so sánh phí thời gian tốt trước tiên đem trọng tâm đặt ở biến hai thường điện ảnh căn cứ sự tình các loại biến hai sau khi công chiếu lại đẩy mạnh cũng không muộn. Lý Dương cũng không muốn bởi vì hạng mục điện ảnh và truyền hình mà kéo dài tiến độ công chiếu của biến hai hiện tại giai đoạn này cái nào nặng cái nào nhẹ hắn vẫn có thể phân rõ. Căn cứ điện ảnh và truyền hình cũng không phải sớm chiều là có thể hoàn thành, chiếu theo ảnh chụp thi công mấy ngày hôm trước Rania vừa gửi tới, Lý Dương Phỏng chừng ít nhất cần thời gian 1-2 năm. Lý Tổng, chờ bộ phim ra mắt, ngài rảnh rỗi sẽ chỉ đạo michael nói ra mục đích của cuộc điện thoại lần này lý dương ở trong lòng michael đã sớm không phải là nhà đầu tư bình thường nếu đặt lên một nhà đầu tư hắn cũng liền ứng phó một chút lý dương cũng không giống dù sao hậu kỳ biến ba biến bốn còn cần lý dương làm kim chủ michael là một người thông minh hắn hiểu được làm thế nào để làm cho kim chủ hài lòng không sao các anh cắt nối biên tập tôi tin tưởng các anh sắp tới bên tôi còn có một bộ phim đang chờ chiếu nhất thời không kịp lý dương hiện tại bận rộn công tác công chiếu người ở đồ thời gian này chỉ sợ cũng không rút ra được bất quá hắn cũng không có ý định đi xem phim michael cắt nối biên tập bởi vì hắn tin tưởng trình độ chế tác của michael đạo diễn có thể quay bộ phim transformer nổi tiếng sẽ không kém đi đâu lý dương nghĩ thầm lão tiểu tử này ân cần như vậy nhất định là vì muốn kéo mình đầu tư vào những bộ phim khác Lý Tổng, ngài muốn chiếu phim không? Lúc trước tôi đã làm ở Mỹ, tôi có thể giúp ngài một tay. Michael hiện tại các nối biên tập công tác đang ở có thứ tự tiến hành, chuyên nghiệp các nối biên tập đoàn đội đã cường độ cao công tác gần nửa tháng, hắn cũng đang tính toán cho đoàn làm phim thả hai ngày nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nghe Lý Dương nói có một bộ phim đang chiếu, Michael bắt đầu dân tặng ân. Cần đến, hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội hỗ trợ Lý Dương, chuyện này liên quan đến mấy bộ phim sau này của mình hơn nữa đơn giản chính là một hai ngày hắn vẫn có công phu này hắn cũng không muốn lại bởi vì đầu tư đi khắp nơi ăn bế môn canh nhất là lý dương từ sau khi đầu tư không cho michael một chút áp lực hợp tác với nhà đầu tư như lý dương thật sự là quá thoải mái không thể chậm trễ biến hai các nối biên tập tiến độ lý dương nhắc lại lần nữa kiếp trước sau mình không rõ michael là kẻ nịnh hót Lý tổng, ngài yên tâm, tất cả tiến độ đều đang tiến hành có trật tự. Cảm ơn Lý tổng. Lý Dương đối với sự xuất hiện của Michael, ít nhiều có chút chờ mong, dù sao cũng là đạo diễn đại chế tác, có thể trong quá trình chiếu phim tạo thế cho người tại lành, đối với tuyên truyền giai đoạn trước có lẽ sẽ cố ý không nghĩ tới hiệu quả. Bộ phim sắp bắt đầu, điện thoại của Lý Dương cũng bắt đầu bận rộn, vừa cúp điện thoại của Michael, điện thoại của Từ Tranh lại gọi vào. Lý tổng ngài không ở văn phòng sao từ tranh vội vàng hoảng hốt nói lời nói của từ tranh khiến lý dương giật mình đào hồng nằm bên cạnh sẽ là tiểu tử này biết chuyện của mình và đào hồng cố ý thăm dò mình tôi ở bên ngoài lý dương đích xác có chút chột dạ dù sao cảnh tượng như vậy hắn cũng không có kinh nghiệm cũng là lần đầu tiên nghe được giọng nói của từ tranh ánh mắt đào hồng có chút khác thường đặt mông ngồi lên người Lý Dương. Chết tiệt! Mẹ nó! Có thể đừng chơi hoa như vậy được không? Lý Tổng! Ngài! Từ tranh bên kia phản phất nghe được một ít âm thanh khác thường, cố ý dừng lại một chút. Không có việc gì, anh nói tiếp đi. Lý Dương cố nén trọc khí muốn thở ra nói. Rạp chiếu phim bên kia xảy ra chút tình huống nhỏ, vốn định tại ngày mốt điểm chiếu, cần sớm một ngày tiến hành từ tranh vốn muốn đến văn phòng tìm lý dương báo cáo kết quả không tìm được người phó tổng tôn lệ lại đến thành phố bắc kinh phối hợp công tác trong rạp chiếu phim không có biện pháp hắn chỉ có thể gọi điện thoại cho lý dương không nghĩ tới lý dương sáng sớm đã đi tìm nữ nhân điều này làm cho từ tranh có chút ánh mắt thèm trong lòng không khỏi nổi lên chênh lệch nhỏ không biết là nữ nhân nhà ai hạnh phúc như vậy có thể làm cho nữ nhân lý tổng coi trọng chất lượng khẳng định sẽ không kém đi chỗ nào được lát nữa tôi bảo lý thuần phong liên lạc với anh để hắn đi câu thông sau khi cúp điện thoại từ tranh thở phào nhẹ nhõm đây chính là bộ phim hài đầu tiên trong đời hắn hắn cũng không muốn bởi vì một chút tình huống nhỏ liên lụy đến toàn bộ giai đoạn trước công tác chiếu phim hơn nữa đến lúc đó truyền thông lý thì nhất định sẽ mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong nghề tham gia đến lúc đó vạn nhất xảy ra loạn đạo diễn như hắn trên mặt cũng sẽ không đẹp mắt lý dương đồng dạng thư giãn tâm tình còn tưởng rằng từ tranh phát hiện cái gì, không nghĩ tới là bởi vì chuyện công việc, sợ bóng sợ gió một hồi. Anh không sợ từ tranh nghe ra sao? Sau khi Lý Dương cúp điện thoại, dán sát vào trán Đào Hồng nói. Ta mới không sợ, hư. Không nghĩ tới không chỉ tốn nhiều công sức, tính tình này cũng thật giả man. Chương 3 Người tại Luân Đường, Điểm Chiếu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hai ngày sau, Trước cửa thành phố điện ảnh Bách Lệ Ma Đô, một loạt xe hơi đổ lại, rất nhiều đạo diễn, diễn viên lục tục từ trên xe đi xuống. Hoàng Tam Thạch và Tôn Lệ đứng ở cửa tươi cười đón chào, vốn Hoàng Tam Thạch đặc biệt mâu thuẫn với hoạt động như vậy, nhưng cuối cùng không lây chuyển được lời khuyên của Tôn Lệ, đành phải cùng Tôn Lệ đến hiện trường, cũng sẽ tiến hành công tác chủ trì. Đạo diễn Trương Tôn Lệ cùng Hoàng Tam Thạch nhìn thấy Trương Nhất Mưu xuất hiện ở cửa, trên mặt rất là khiếp sợ hắn rõ ràng nhớ rõ không có mời trương nhất mưu đối phương làm sao lại xuất hiện ở hiện trường ân trương nhất mưu hướng về phía tôn lệ cùng hoàng tam thạch gật gật đầu theo đó còn có một người ngoại quốc trâu quai nón lý khụ đạo diễn vợ chồng tôn lệ hoàn toàn bối rối lý khụ tính tình lý khụ nổi tiếng quái dị trong giới giải trí đừng nói mời hắn tham gia hoạt động chính là bình thường muốn gặp hắn một lần cũng khó hoàng tam thạch còn tưởng rằng hắn mời một ít đại gia nổi tiếng trong nước đã đủ có phân lượng nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn chính là không đủ xem giống như loại này điểm chiếu hoạt động nhân mạch quan hệ cũng thập phần trọng yếu chỉ cần ngươi có thể mời được quan trọng nhân vật nổi tiếng như vậy kế tiếp điện ảnh tuyên truyền liền kiếm đủ rồi cười đầu lý tổng đây là hai người bạn cũ của tôi ở long quốc cái này không cần tôi giới thiệu chứ michael đi vào ảnh thành nhìn thấy Lý Dương ở vị trí đại sảnh, lập tức kéo Lý Khụ và Trương Nhất Mưu tiến lên chào hỏi. Cho nên Michael lúc này mới mời hai người đến hiện trường tiến hành chiếu phim đầu tay cho Lý Dương. Sau khi Lý Khụ và Trương Nhất Mưu biết được tên Lý Dương, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, dù sao những nhà đầu tư nổi tiếng trong nước bọn họ đều quá quen thuộc. Duy chỉ chưa từng nghe nói qua Lý Dương, sau khi bọn họ biết Lý Dương là nhà đầu tư của biến hai, cũng không dám khinh thường nữa, dù sao ở long quốc người khiêm tốn như lý dương không ít cho nên hai người dự định đến đây làm quen một chút dù sao bọn họ làm đạo diễn ai sẽ gây khó dễ cho nhà đầu tư chứ sự xuất hiện của lý khụ và trương nhất mưu khiến hiện trường bắt đầu nhốn nháo người một số đạo diễn ngôi sao từng xuất hiện cùng bọn họ đều đi tới chủ động chào hỏi vô cùng vinh hạnh ba vị đạo diễn lớn có thể tới tham gia hoạt động chiếu phim của truyền thông lý thị sau khi lý dương nhìn thấy ba người xuất hiện trong lòng rất hài lòng có ba người bọn họ ở đây mảnh lới người tại lành đường xem như hoàn toàn bùng nổ lý tổng thật sự là tuổi trẻ tài cao lý khụ cùng trương nhất mưu thập phần khách khí nói lý tổng thế nào còn hài lòng không michael tiến đến trước mặt lý dương nhỏ giọng nói lý dương ngầm gật đầu đối với thao tác lần này của michael lý dương vô cùng hài lòng ba vị đạo diễn mời ngồi. Lý Dương giơ tay ý bảo ba người vào. Lần này chiếu phim, chính là vì trước khi công chiếu tiến hành tuyên truyền tạo thế, ba đạo diễn nổi tiếng có mặt, không thể nghi ngờ khiến bầu không khí hiện trường đạt tới giá trị cao nhất. Phòng chiếu phim hơn 40 người chỉ chốc lát đã ngồi đầy người. Phi thường hoan nghênh các vị khách quý đi tới, người tại lành đường, điểm chiếu hiện trường. Hoàng Tam Thạch vừa mới nói xong, hiện trường vang lên một trận như sấm vỗ tay vô cùng vinh dự được làm người dẫn chương trình chiếu phim người tại trọn đường có thể có rất nhiều người đều có trải nghiệm như vậy mỗi khi vận may mùa xuân bắt đầu chúng tôi liền bước lên hành trình về quê một lòng về nhà chúng tôi thường bỏ qua phong cảnh trên đường từ tranh đạo diễn thông qua chính mình góc nhìn vì mọi người bày ra một bước xuân vận đồ điện ảnh nội tâm tôi lúc đầu thấp thỏm dù sao vợ tôi vẫn còn làm việc ở đây nếu tôi không đến về nhà khẳng định lại là bàn giặc hầu hạ tiếng cười vang qua đi Hoàng Tam Thạch bắt đầu kể lại câu chuyện giữa hắn và Truyền thông Lý thị, cũng từ góc độ của hắn, trình bày sự thay đổi của Truyền thông Lý thị mang đến cho hắn chấn động. Lần đầu tiên nhìn thấy Lý tổng thời điểm, ta cho rằng lại là cái nào nhà giàu mới nổi đến giới giải trí gây sự, không nghĩ tới vừa gặp mặt, lại là cái so với ta còn muốn trẻ hơn 10 tuổi người, vợ của ta càng là nhìn thấy Lý tổng về sau, trực tiếp theo hắn chạy. Hoàng Tam Thạch dừng lại một hồi, mọi người ở đây đều mơ hồ. Hoàng Tam Thạch là tới chủ trì hay là đập phá? Tổng giám đốc truyền thông Lý thì bắt cóc vợ Hoàng Tam Thạch chạy. Trên mặt Lý Dương có chút xấu hổ, Michael cũng nhìn Lý Dương một cái, dù sao tiểu tử này cũng có hẹn không ít hoác khoác mê găng. Mọi người đừng hiểu lầm, ý của tôi là theo Lý Dương chạy đến Lý Thị truyền thông làm công. Hoàng Lão Sư, ngươi xác định không phải Lý Tổng đem lệ tỷ thật lừa chạy. Ta đi, Lão Hoàng ngươi như vậy tự tin sao? ta nếu có xinh đẹp như vậy vợ, khẳng định mỗi ngày ở nhà nhìn, cửa cũng không cho hắn ra. Khách quý trong phòng xem phim, một ít bạn bè trong giới giải trí quen thuộc với Hoàng Tam Thạch không nể mặt chút nào, nhào nhào bắt đầu phá đám. Trong chốc lát xem phim thời điểm, hy vọng các ngươi có thể giống như bây giờ cười rộ lên không ngừng. Cũng may Hoàng Tam Thạch vẫn có một bộ phận bản lĩnh chủ trì, lời nói đơn giản cơ hồ lại kéo suy nghĩ của người xem trở về. Trải qua một tiếng ầm ý như vậy, không khí sung sướng quanh quẩn cả phòng xem phim. Được rồi, nói thì nói, nháo thì nháo, tiếp theo mời mọi người thưởng thức chính phiến. Chương 43 Toàn trường khiếp sợ Đạo diễn Biến hai xuất hiện Chúng ta đi máy bay đều cho mang theo, vì sao những thứ này không thể mang theo? Vương Bảo Cường đóng vai ngưu cảnh đang tranh luận với nhân viên sân bay. Trong rạp chiếu phim ngoài đạo diễn, diễn viên làm việc trong làng giải trí, còn có rất nhiều nhà phê bình điện ảnh chất lượng cao do truyền thông lý thị chọn lựa có những người chuyên nghiệp này đang xem phim đánh giá đối với phim tương đối chuyên nghiệp một chút khán giả tại hiện trường nhìn thấy một màn trước mắt này cảm thấy vô cùng chân thật chẳng bao lâu sau mỗi người đều là một thành viên của xuân vận nhìn thấy hình ảnh xuất hiện trên màn ảnh một loại cảm giác nhập tâm rất mạnh đem người xem tại hiện trường kéo vào trong nội dung phim xin lỗi đây là quy định của sân bay xin ngài phối hợp. Nhân viên sân bay là diễn xuất bản sắc, trên khóe miệng có thể nhìn thấy rõ ràng nụ cười sắp phóng thích. Mà từ tranh đóng vai Lý Thành Công đang đứng ở trong đám người, quan sát hết thảy phát sinh trước mắt. Hắn là một cái đồ chơi xưởng lão bản, vừa mới cùng tình nhân Mani tạm biệt xong, sắp bước lên đường về nhà. Lý Dương nhìn hình ảnh gần như đồng bộ với kiếp trước, không nghĩ tới sau khi mình sống lại, sẽ có một ngày trở thành nhà đầu tư của người tại lành nhưng nhìn hình ảnh tên mình trên văn phòng, trong lòng Lý Dương cũng có chút đắc ý, ai mà không muốn có một ngày có thể trở thành nhân vật trong phim. Chương 4 Biến hay đạo diễn xuất hiện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Một chai sữa bò 5 lít vào bụng, khán giả cách màn hình đều bị thao tác lẳng lơ của ngưu cảnh làm cho sợ ngây người. Con bê này không phải thật sự uống hết 5 lít chứ. Lần đầu tiên nhìn thấy sữa bò còn có thể uống như vậy đạo diễn đâu ngươi đi ra đầy rốt cuộc có phải là sữa bò hay không người bình luận điện ảnh ngồi ở hàng sau bắt đầu bình phẩm đồng thời cũng ở trong đầu nhớ kỹ người tại lành đường minh tràn diện sự xuất hiện của bộ phim con người trên con đường trọn vẹn đã làm mới lại sự hiểu biết của khán giả về phim hài trong hình không có quá nhiều kỹ xảo quay phim càng nhiều là triển khai năng lực tự sự từng chuyện từng chuyện hiện ra trên màn ảnh khán giả trong sân ông bụng cười to Lý Dương và Từ Tranh nhìn nhau cười, nhất là trong mắt Từ Tranh đã bắt đầu ương ước. Đây là bộ phim hài đầu tiên của anh, trước khi chưa chiếu, tâm trạng của anh thấp thỏm, khi anh nghe thấy tiếng cười phía sau truyền đến, trong lòng Từ Tranh vô cùng kích động, phản ứng trực tiếp của khán giả liền có thể thể hiện ra tốt xấu của phim. Ngay cả Trương Nhất Mưu ngồi trên ghế cũng bắt đầu nở nụ cười. Giờ khắc này Từ Tranh đợi quá lâu, Lý Dương cũng đợi rất lâu là bộ phim đầu tiên của truyền thông lý thị theo phản ứng hiện trường của người xem coi như không tệ một cảm giác thành tựu nho nhỏ nảy sinh trong lòng lý dương quá nhiều quẩn trạng làm cho nhà phê bình điện ảnh bắt đầu tự hỏi một vấn đề chính là vì sao lại có người dám đầu tư một bộ phim hài như vậy phải biết rằng thị trường phim hài thời bấy giờ chưa chín mùi so với bộ phim hòn đá điên cuồng vừa công chiếu hơn một năm bộ phim này không có thủ pháp quay độc đáo như hòn đá điên người dám đầu tư vào bộ phim này quả thật là một người có tầm nhìn xa trông rộng ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía lý dương đang ngồi ở hàng đầu một người tuổi còn trẻ mà có thể có tầm nhìn xa như vậy chỉ chốc lát sau lý dương diễn vai thanh niên u buồn lên sân khấu nhất là cảnh tượng trêu chọc ba em gái nhà máy khiến cho trước mắt michael sáng lên cái này đặc biệt meo meo tuyệt đối bản sắc diễn xuất a những người khác nhìn thấy người đàn ông u buồn nhào nhào suy đoán đây là diễn viên nào dẫn đầu đoàn thật làm cho người ta hâm mộ hơn nữa còn chọc cho cảnh tượng ba em gái che mặt mà cười làm cho người xem toát ra vẻ hâm mộ nếu tôi nói tôi đi nhầm phòng mọi người có tin không hình ảnh đi tới hình ảnh khách sạn lý thành công và ngưu cảnh vào ở lý thành công bởi vì bất mãn với tiếng ngáy của ngưu cảnh chạy tới trong phòng nhân vật do hoàng tiểu lỗi diễn khiến tiếng cười ở hiện trường càng lúc càng lớn theo phim tiến độ điều không ngừng kéo dài dương mật diễn vai nữ lừa đảo đi vào mọi người trong góc nhìn cái này đã từng đóng vai tiểu quách tương diễn viên bởi vì hắn dí dỏm cùng cổ linh tinh quái biểu diễn phong cách dần dần bị khán giả biết rõ hiện trường nhà bình luận điện ảnh trước đây đối với dương mật biểu diễn kỹ xảo rất là tán thành hiện tại lại bắt đầu lấy nữ lừa đảo nhân vật cho mọi người đến một trận tương phản đây là điểm duy nhất khiến khán giả xúc động từ đầu đến nay cùng lúc đó trong một rạp chiếu phim ở thành phố bắc kinh dương mật đội mũ lưỡi trai xuất hiện ở hiện trường nhìn thấy nhân vật mình biểu diễn trong lòng dương mật cũng hưng phấn không thôi vai diễn nữ lừa đảo đối với diễn xuất của diễn viên rất là khảo nghiệm từ giai đoạn đầu lừa gạt ngưu cảnh đến giai đoạn sau ngưu cảnh đến trường học tìm hiểu được tình hình thực tế sự tương phản giữa hai người khiến khán giả có ấn tượng rất sâu sắc đối với một nhân vật dương mật nhìn thấy hình ảnh trong phim bất giác lại nhớ tới lý dương Hừ. Lý Dương thối. Người ta không ở Ma Đô, không biết liên lạc với người ta. Còn không biết lêu lỏng với ai, đánh Lý Dương. Không nghĩ tới Dương lão bản, diễn xuất thật sự rất có thể diễn. Lý Dương trong lòng khen ngợi người phụ nữ của mình, nhìn thấy diễn xuất của Dương mật, Lý Dương lại bắt đầu bất giác nhớ tới em gái học sinh chân dài kia. Kết thúc bộ phim, Lý thành công gõ cửa phòng nhà mình, một cảnh tượng ấm lòng đập vào mắt khán giả trải qua một số chuyện tốt đẹp, Lý Thành Công và Ngưu Cảnh cũng nhau nhau đến đích đến của mình, nhất là cuối cùng nhân tính Lý Thành Công chuyển biến, hình ảnh để lại tiền cho Ngưu Cảnh đã đặt dấu chấm hết viên mãn cho bộ phim này. Một màn này thật sự là ấm áp đến ta. Kịch tính hóa của bộ phim không phải là chiếu rọi cảnh tượng trong hành trình nhân sinh của chúng ta sao? Ông chủ truyền thông Lý thì kia, nên đổi nghề. Tôi cảm thấy loại nhân vật này rất thích hợp với anh ta. Khán giả bắt đầu nghị luận sôi nổi về bộ phim Người Tại Lành, không ít người quyết định, chờ sau khi bộ phim chính thức công chiếu, còn phải mang theo người nhà đi vào rạp chiếu phim, xem lại bộ phim này một lần nữa. Cảm ơn Ly rất nhiều vì đã cho tôi cơ hội viết nên câu chuyện này và cảm ơn Tổng Giám Đốc Ly đã công nhận tôi. Phân đoạn chiếu phim cũng đến phân đoạn tọa đàm cuối cùng của khách mời, từ tranh làm đạo diễn của bộ phim này, bắt đầu phát biểu đầu tiên. Theo phản ứng hiện trường trước mắt mà xem bộ phim này của từ tranh có tiềm lực rất lớn đến tột cùng có thể lấy được bao nhiêu doanh thu phòng vé cần chân chính công chiếu sau đó xem phản ứng của thị trường tiếp theo mời đạo diễn transformer michael nói về quan điểm của mình hoàng tam thạch nói chuyện ý bảo michael tiếp nhận microphone phát biểu ý kiến của mình transformer michael ở đây ngoại trừ đạo diễn chính là diễn viên lại chính là người bình luận điện ảnh đối với bộ phim hollywood Transformer này tự nhiên biết được. Thời đại đó, Internet cũng không phát triển, ai cũng không nghĩ tới, đạo diễn Hollywood cư nhiên cũng đến hiện trường. Thực lực của lý thị truyền thông không khỏi có chút quá cứng rắn đi. Lại có thể dùng tiền tạo thế. Michael, làm ơn. Michael thập phần nghiêm túc nói. Lý tiên sinh đầu tư bộ phim này, để cho ta từ càng sâu góc độ đối với Long Quốc Xuân Vận có càng sâu sắc nhận thức phim tiết tấu hoàng hoàng đang xen. Đây là nước Mỹ điện ảnh sở chưa từng có được, hy vọng hậu kỳ Long Quốc có thể quay chụp càng nhiều loại phim này, cùng chúc phòng vé bán chạy. Xin cho phép tôi, ở chỗ này một lần nữa cảm tạ Lý Tiên Sinh, bởi vì biến hai quay chụp chính là bởi vì dưới sự trợ giúp của Lý Tiên Sinh mới có thể thuận lợi quay chụp. Michael vừa nói xong, toàn bộ khán giả kinh ngạc nhìn về phía Lý Dương, đầu tư vào phim Mỹ. Đây là chuyện mà các nhà đầu tư khác của Long Quốc chưa từng làm. Đầu tư vào điện ảnh không phải ai cũng có thể, đặc biệt là ở thị trường điện ảnh Mỹ. Trên cơ bản, những bộ phim như Biến 2 đã sớm bị các công ty đầu tư lớn chiếm lĩnh đầu tư, Lý Dương lại có thể chen chân vào đầu tư với điều kiện thị trường điện ảnh Mỹ thành thục như vậy. Điều này đủ để chứng minh thực lực của Lý Dương. Lý Dương cười không nói, hắn không tỏ thái độ gì với lời nói của Michael. Nếu không phải hắn và mạc địch âm thầm gây trở ngại, phỏng chừng hắn cũng sẽ không tiếp xúc với michael lại càng không đầu tư vào biến hai michael nhìn như đang tỏ vẻ cảm ơn lý dương trên thực tế là đang gián tiếp tuyên truyền cho bộ phim lời nói của michael làm cho bầu không khí của sự kiện lần này đạt tới mức cao nhất đồng thời cũng vì hậu kỳ biến hai tiếng vào thị trường long quốc làm nền tảng michael tâm tư kín đáo trình độ không thể không làm cho lý dương bắt đầu nhìn với cặp mắt khác xưa mục đích của michael rất đơn giản chính là muốn ông đùi lý dương để đầu tư vào những bộ phim khác trương nhất mưu nhìn thoáng qua lý khụ sau nói chúng ta thập phần xem trọng long quốc hài kịch điện ảnh tương lai hy vọng từ tranh cùng lý tổng có thể lại tiếp tục cố gắng phòng vé đại bán sau đừng quên mời hai anh em ta ăn cơm nha michael nghe được trương nhất mưu nói đều sắp nóng mắt này 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 các ngươi khi dễ ta người ngoài này có phải hay không ta cũng muốn ăn chực ha 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 ha. Hiện trường chiếu phim truyền đến một trận tiếng cười vang dội, không nghĩ tới ba đạo diễn kim bài cũng đều là người ăn trực thích ăn trực. Rất hiển nhiên, lần chiếu này đối với người tại lành mà nói là thập phần thành công, về phần có thể bán được bao nhiêu doanh thu phòng vé, phải xem tuyên truyền bộ phim kế tiếp. Chương 5 Sắp lên chiếu, chuỗi rạp chiếu phim sắp xếp phiến xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tuyên truyền phát hành điện ảnh, là quá trình cuối cùng trước khi bộ phim chính thức công chiếu, doanh thu phòng vé bán được tốt hay không, có quan hệ rất lớn với công tác tuyên truyền. Về phần công tác tuyên truyền này, Lý Dương an bài bộ phận phát hành dưới trướng truyền thông Lý thì phụ trách công việc toàn quyền, người trong bộ phận phát hành đều là nhân tài đứng đầu trong ngành từ các công ty phát hành đạo tới, dù sao người chuyên nghiệp làm chuyện chuyên nghiệp, đây là quy tắc mà Lý Dương vẫn tuân theo trong giới giải trí. Lý Dương hiện tại chỉ phụ trách khống chế phương hướng những thứ khác giao cho quản lý các bộ phận dưới công ty vận hành những nhân tài này từ các công ty khác đào tới trước khi tới truyền thông lý thị luôn cảm giác mình là một người tầm thường không ai chú ý từ sau khi đi tới truyền thông lý thị không chỉ có quyền lợi của mình so với lúc trước phóng đại không ít càng nhiều chính là cảm nhận được sự tôn trọng của truyền thông lý thị đối với nhân viên dùng lời của lý dương mà nói chính là truyền thông lý thị chỉ coi trọng năng lực chỉ cần cậu có năng lực mặc dù cậu ở công ty khác là một người làm công tầm thường, sau khi đi vào truyền thông lý thì công ty sẽ tận khả năng lớn nhất đi bồi dưỡng cậu. Tự như tôn đắc chí của bộ phận nghệ thuật, lúc trước chỉ là nhân viên nhỏ của giải trí thiên ngô, sau khi đi vào truyền thông lý thì thì nhảy lên trở thành bộ trưởng bộ phận nghệ thuật, hơn nữa còn làm không tệ. Còn có tôn lệ, từng là diễn viên cô chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ trở thành phó tổng giám đốc truyền thông lý thị trước mắt còn đang làm phong thanh thủy khởi ngay cả lý dương có đôi khi trở lại công ty còn cảm thấy mình quá rảnh rỗi trên thực tế không phải hắn quá nhàn rỗi mà là nhân viên của hắn quá có khả năng để cho một công nhân viên chức bình thường hoa lệ xoay người thành quản lý bộ phận đổi lại là những người khác cũng sẽ giống như đánh máu gà liều mạng xông về phía trước bởi vì ở truyền thông lý thị không chỉ có công ty có thể nhìn thấy giá trị của bọn họ mà ngay cả chính bọn họ cũng phát hiện thuộc tính chất lượng tốt của mình. Điểm này đối với nhân viên công ty mà nói thập phần mấu chốt. Lúc này mới khiến Lý Dương trở thành một trưởng quỹ vung tay. Về phần phí phát hành, Lý Dương vung tay lên, trực tiếp phê 6 triệu phí phát hành. Lý Tổng, cái này có hơi nhiều không? Tôn Lệ nhìn thấy con số trên phiếu phê duyệt, kinh ngạc há to miệng. Tôn Lệ từng làm diễn viên, chưa từng thấy qua công ty điện ảnh nào lại xa xỉ về chi phí tuyên truyền như thế. Phải biết rằng phí đầu tư của người tại Lành mới 4 triệu, chính là phí tuyên truyền mấy ngày nay hoàn toàn vượt qua đầu tư, làm phó tổng giám đốc truyền thông Lý thì ít nhiều có chút mất bình tĩnh. "Phát hành đối với một bộ phim cực kỳ quan trọng, số tiền này các ngươi muốn tiêu ở trên lưỡi dao." Lý Dương không chút để ý nói. Đặt trên tiêu tiền, Lý Dương chưa bao giờ sợ tay sợ chân đây cũng không phải là hắn có tiền đốt, mà là hắn rõ ràng đang tuyên truyền phát hành, cũng chính là tầm quan trọng của tuyên truyền. Kiếp trước, Lý Dương nhớ rất rõ, bất kỳ một bộ phim nào cũng sẽ lợi dụng video ngắn và tài khoản truyền thông để tuyên truyền trước khi công chiếu. Vốn không được chú ý, dưới thao tác như vậy, mượn máy mánh lới lập tức lăn xê, doanh thu phòng vé trực tiếp tăng gấp mấy lần. Hiện tại Lý Dương vị trí thế giới cũng không có mười mấy năm sau ngắn video ngành công nghiệp bùng nổ kiểu tăng trưởng, con đường tuyên truyền cũng thập phần đơn nhất, chỉ có đài truyền hình, báo chí hai cái này con đường, tương đối mà nói tuyên truyền phí tổn cũng tương đối đắt đỏ, ở niên đại kia người sống qua đều rõ ràng, bất luận cái gì một cái quảng cáo truyền hình đều là theo dây đến thu phí. Cho nên lúc này Lý Dương mới lựa chọn gia tăng phí tuyên truyền, giống như đem một đài truyền hình so sánh với một tài khoản về video ngắn, một đài truyền hình báo chí ở một khu vực có hạn vậy thì trực tiếp mở rộng mặt tuyên truyền thậm chí biển số trạm xe buýt ở các thành phố lớn như bắc kinh và ma đô trên tường tuyên truyền led bên ngoài cũng xuất hiện áp phích người ở đường lành lý tổng rốt cuộc có bao nhiêu tiền chi phí tuyên truyền so với đầu tư điện ảnh còn cao hơn tôn lệ lén tìm trợ lý riêng lý thuần phong của lý dương hỏi thăm tin tức dù sao cô chưa từng tuyên truyền mạnh mẽ như vậy lý tổng sắp xếp như thế nào anh cứ làm như thế là được. Lý Thuần Phong không trực tiếp trả lời tôn lệ, hắn đối với chuyện dầu thô kỳ hạn mấy ngày hôm trước ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc đó vẻ mặt của hắn và đám người mạc địch liền cùng tôn. Vẻ mặt lệ bây giờ không kém nhiều lắm, cảm giác Lý Dương hoàn toàn là một người điên. Và kết quả. Mười mấy ngày kiếm được 3,5 tỷ đô la Mỹ. Nếu không Lý Dương thu liễm một chút, đầu tư thêm mấy tỷ, bây giờ sở giao dịch mới phỏng chừng đã nhảy đến nhà bà ngoại rồi. Nhìn thấy Lý Thuần Phong tỏ thái độ, Tôn Lệ lúc này cũng không suy nghĩ nhiều một chút, hoàn toàn dựa theo chỉ thị của Lý Dương, đem các thành phố chỉ cần là có thể có vị trí tuyên truyền địa phương, toàn bộ dán lên người tại lành đường, áp phích. Lý Dương rõ ràng, mình đây là đang hấp thu lưu lượng điện ảnh, chỉ cần lưu lượng hấp thu càng lớn, đối với doanh thu phòng vé của người tại lành mà nói, không gian tăng lên cũng sẽ theo đó tăng lên. Hiện tại đang là cuối tháng 8, nếu dựa theo suy nghĩ của các công ty điện ảnh khác, khẳng định sẽ lựa chọn công chiếu vào dịp quốc khánh. Nhưng Lý Dương cũng không muốn thao tác như vậy, bởi vì hắn biết rõ trong thị trường điện ảnh hiện tại, thị phần điện ảnh hài kịch chiếm tương đối ít, rất nhiều điện ảnh chủ lưu đều lựa chọn công chiếu trong dịp quốc khánh. Cho dù là người xem có thích, cũng không có khả năng trong một kỳ nghỉ quốc khánh lựa chọn một bộ phim chủ lưu, lại đi lựa chọn một bộ phim hài. Điều này không phù hợp với suy nghĩ mua vé của người bình thường. Trải qua cân nhắc tổng hợp, Lý Dương vẫn quyết định đầu tháng 9 công chiếu người ở Đồ. Hắn cũng không muốn lãng phí giai đoạn trước điểm ánh nhiệt độ, bởi vì liền trước mắt mấy ngày nay nhiệt độ đến xem, kênh điện ảnh của các đài truyền hình thảo luận nhiều nhất vẫn là người tại Lành Đường. Lý Dương cũng bởi vì hoạt động chiếu phim giai đoạn trước mà trở thành tin tức nóng hổi của các đài truyền hình lớn, nếu không nhân cơ hội này mau chóng công chiếu sau đó nhiệt độ giảm xuống quỷ mới biết hắn sẽ tổn thất bao nhiêu doanh thu phòng vé hắn nhưng là tiến vào giới giải trí nhặt tiền cũng không phải đi giới giải trí vung tiền bất quá hiện tại xem ra độ thảo luận nhiều nhất chính là lý dương có thực lực mời được nhân vật tai to mặt lớn trong nước hay không hay là dùng tiền thuê người đi ngang qua sân khấu cũng có người sau khi nhìn thấy bản diễn viên trên áp phích phát hiện tên dương mật không tự giác liên tưởng đến chuyện dương mật ký hợp đồng với truyền thông lý thì bị khóa cửa lúc trước bất quá tương đối nhiều người thập phần coi trọng người tại lành đường scandan ngôi sao nào không có scandan lý tổng michael đã hẹn rồi để tôi nói với ngài một tiếng lý thuần phong đến phòng làm việc của lý dương báo cáo công việc sắp tới ân ừ. lý dương đối với quan hệ với michael xem rất thấu đáo michael muốn tiền của hắn đầu tư vào điện ảnh mà Lý Dương thì lợi dụng điện ảnh của Michael để kiếm tiền mà thôi. Hai người đơn giản chỉ là quan hệ hợp tác lợi ích, nếu không có nhà đầu tư. Lý Dương tin tưởng Michael tuyệt đối sẽ không từ chỗ hẹn chạy tới tham gia người tại lành, càng không có khả năng kéo tới hai đạo diễn tai to mặt lớn trợ giúp. Lý Tổng, quảng trường vạn đắc sắp xếp không thuận lợi lắm. Hả? Lý Dương nhíu mày, không nghĩ tới cuối cùng lại xảy ra chút tình huống chúng ta công chiếu ngày mới đầu lựa chọn tại này thứ bảy buổi chiều, có thế vạn đát bên kia lại cho xếp hàng đến buổi tối 11 giờ. Hai ngày nay, người chuyên môn phụ trách thu thập một chút về vạn đạt quảng trường tin tức, nhất là nợ nần liên quan tin tức. Vâng. Lý Dương cũng sẽ không vào lúc này bị một vạn đát nho nhỏ kéo chân sau của nhân tại lành đồ. Chương 6 Sắp xếp phiến tỷ lệ vẹn vẹn có 11%. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio trên thị trường điện ảnh doanh thu phòng vé tốt xấu ngoại trừ có liên quan đến trình độ quay phim quan trọng nhất vẫn là tỷ lệ sắp xếp phim cho dù là trình độ quay phim của cậu rất cao nhưng tỷ lệ sắp xếp phim ở tuyến viện thấp vé cũng không bán được vậy doanh thu phòng vé của cậu tự nhiên sẽ không có thu nhập rất cao đây cũng là nguyên nhân rất nhiều công ty điện ảnh hao hết toàn lực giao hảo với tuyến viện trong rạp chiếu phim có một quy tắc rõ ràng và quy tắc ngầm quy tắc rõ ràng là kích thước của rạp chiếu phim, chiều dài phim, việc sử dụng áp phích thông đạo rạp chiếu phim đều gắn bó với việc sắp xếp phim. Khi nhân viên công tác phát hành cầm phim đến một số rạp chiếu phim, nếu như bộ phim đệ trình là nhỏ, tương tự như người ở đồ, bộ phim nhỏ vừa mới xuất hiện trên thị trường điện ảnh Long Quốc là vô cùng không được hoan nghênh, lúc này cần nhượng bộ cho một số bộ phim điện ảnh chủ lưu, giảm bớt tỷ lệ sắp xếp phim. Tỷ lệ sắp xếp phim nói đơn giản chính là thời gian chiếu phim của một bộ phim ở rạp chiếu phim, cũng chính là tỷ lệ chiếu phim mỗi ngày của bộ phim này chiếm tỷ trọng tất cả các lần chiếu trong ngày. Tỷ lệ chiếu phim cao, chiếu phim tương đối mà nói sẽ càng cao. Doanh thu phòng vé cũng sẽ theo đó tăng lên. Thời gian chiếu phim của người tại Lành Đường đổi thành 11 giờ tối, chờ đợi người tại Lành Đường chỉ có thể là một số phòng chiếu phim nhỏ có ít chỗ ngồi hơn, rạp chiếu phim 11 giờ xem xong liền 12 giờ rưỡi sáng, cuộc sống về đêm không phồn hoa không bảy năm, xếp đến giờ này, liền giống như không có sắp xếp phim. Ngoài ra, đạp chiếu phim còn căn cứ vào thanh thế của hoạt động chiếu phim để lựa chọn phòng chiếu phim lớn nhỏ cho bộ phim, hoạt động chiếu phim người tại tốt đẹp được hưởng ứng không nhỏ, đáng tiếc đội hình sáng tác chính đều là một số điển viên nhỏ không có tiếng tâm gì, về phần đạo điển, vẫn là một điển viên chuyển ngành. Sau khi đổi nghề, Từ Tranh vẫn quay một bộ phim hài, Vạn Đác đương nhiên sẽ không xem trọng bộ phim này. Về phần sắp xếp phim quy tắc ngầm, vậy thì đơn giản, còn lại là lợi dụng tiền mua chuột rạp chiếu phim quản lý. Bất quá điểm này chỉ giới hạn trong rạp chiếu phim nhỏ, tuyến viện có thể tích lớn như Vạn Đác, tiểu tiễn căn bản là không thể thực hiện được. Lý Dương đối với những chuyện của viện tuyến và công ty điện ảnh này ít nhiều cũng biết một chút, chỉ là không nghĩ tới chuyện như vậy có một ngày mình cũng sẽ gặp phải. Lý Dương nhớ rõ, Tiếp trước, đạo diễn nổi tiếng Phùng Hiểu Cương lúc ấy đối với bộ phim Tôi Không Phải Phan Kim Liên của mình giá trị chờ mong rất cao, tiếc rằng kết quả doanh thu phòng vé cuối cùng thống kê ra lại ít đến đáng thương. Theo kết quả thống kê lúc đó, Tôi Không Phải Phan Kim Liên, tỷ lệ xếp hạng phim hàng ngày tại các tuyến viện khác đạt trên 40%, nhưng tới vạn đích mà ngay cả 10% cũng không đến. Trong cơn tức giận, đạo diễn nổi tiếng Phùng Lão Pháo trực tiếp nổ súng với vạn đác giận dữ oán giận vương gia công tử, lúc ấy trên Internet còn gây ra chấn động không nhỏ. Bộ phim này đã dành toàn bộ tâm huyết của Phùng Hiểu Cương, lúc đó để quay bộ phim này, Phùng Hiểu Cương còn yêu cầu nữ diễn viên chính 3 tháng không được xin nghỉ, một đoạn ngắn. Cần quay trên 7 tiếng đồng hồ, trong điều kiện quay phim như vậy, Phùng Hiểu vừa có thể nói là tràn đầy niềm tin vào doanh thu phòng vé của bộ phim của mình. Lúc ấy tay cầm Long Quốc 15% viện tuyến vạn đác căn bản không cho Phùng Hiểu Cương mặt mũi, cho dù là điện ảnh của cậu trâu bò hơn nữa, không có vé, vẫn là phí công. Bất quá, được biết vạn đác sở dĩ như vậy đối với Phùng Hiểu Cương, nguyên nhân là Phùng Hiểu vừa đi đào người ta góc tường. Đạo diễn Phùng đáng thương, vốn tưởng rằng sẽ lợi dụng tôi không phải Phan Kim Liên để lập kỷ lục doanh thu phòng vé của mình, kết quả không ngờ sau lưng lại bị Vương Công Tử đánh một gậy gộc. Có người nói, phim nội dung là điện ảnh đệ nhất sức sản xuất. Nhưng trên thực tế, đối với một bộ vừa công chiếu điện ảnh, sắp xếp phim lại là đệ nhất sức sản xuất. Quay phim tốt xấu, có thể trực tiếp ảnh hưởng 10%-20% doanh thu phòng vé, hơn nửa loại công việc sắp xếp phim này phi thường có tính chủ quan, nói đơn giản chính là dễ dàng bị thao tác. Đạo diễn Phùng tự mình trải qua vô cùng trực tiếp chứng minh điểm này. Mà tuyến viện lớn như vạn đác, tỷ lệ sắp xếp phim đều là do tổng bộ chỉ đạo. Tổng bộ định bao nhiêu thì sắp xếp bấy nhiêu. Đó là lý do tại sao chi một khoản tiền nhỏ để chuẩn bị một cái gì đó không hoạt động. Nếu chỉ có một hai thành phố, cái này còn dễ nói, lợi dụng quan hệ xã hội rẻ tiền, tặng chút tiền liền giải quyết, nhưng mấu chốt là viện tuyến cả nước đều như vậy, vậy thì tương đối phiền toái. Vạn Đắc Sở Dĩ sắp xếp phim như vậy, cũng không phải cố ý nhằm vào, mà là lo lắng cho đạo diễn mới từ tranh này, cũng là không buông truyền thông lý thị vừa mới vào nghề trái tim. Vạn Đác cũng không phải kẻ ngốc, có thể làm được lớn như vậy sao có thể không làm đánh giá rủi ro doanh thu phòng vé chứ? Cho dù giai đoạn đầu cậu tuyên truyền có tốt đến đâu, với tư cách là Vạn Đác mà nói, không có kỹ thuật vượt qua thử thách, bọn họ một chút cũng sẽ không mua sổ sách người tại lành đường. Lý Tổng, ta cùng Lão Hoàng nhờ vả quan hệ, thật sự là không có cách nào, Vạn Đác cao tầng không ăn này một bộ. Tôn Lệ có chút ấy nấy nói, thân là phó tổng công ty lại là người chịu trách nhiệm đầu tiên xuất hiện chuyện như vậy cô căn bản không có cách nào viện tuyến cũng không phải là giới giải trí mà là một loại lực lượng tư bản hiện tại tỷ lệ sắp xếp phim bình thường của vạn đát là bao nhiêu lý dương nói xong khoác tay ý bảo tôn lệ không nên quá rối rắm năng lực làm việc của tôn lệ hắn nhìn thấy có đôi khi một ít quan hệ cũng không phải cần mạng lưới quan hệ là có thể đã thông Bình thường là 35% trở lên, cao nhất sẽ không vượt qua 85%. Tôn Lệ từ sau khi trở thành phó tổng giám đốc truyền thông Lý thị, tiếp xúc với tuyến viện nhiều hơn đối với một ít tri thức cơ bản vẫn có hiểu biết. Tỷ lệ sắp xếp phim người ở đường lành là bao nhiêu? 11, Tôn Lệ nói xong nhìn về phía Lý Dương, tỷ lệ này có thể nói là ngay cả mức tiêu chuẩn cũng không đến được. Lý Dương im lặng không nói, nhìn ra ngoài cửa sổ như đang chờ đợi điều gì đó. Còn có ba ngày nữa, người ở đồ sẽ phải đối mặt với công chiếu, một khi tỷ lệ sắp xếp phim của Vạn Đạt không tăng lên được, như vậy tất cả những gì Lý Dương bọn họ làm lúc trước cũng sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Tỷ lệ chiếm hữu thị trường của Vạn Đạt Viện ở Long Quốc là 15%, nếu như mất đi hợp tác với Vạn Đạt, doanh thu phòng vé của người tại lành cũng sẽ theo đó tổn thất 15%. Điều này đối với truyền thông lý thị mà nói, bộ phim tràn đầy tự tin sắp gặp phải trọng thương đây là điều mà tất cả mọi người truyền thông Lý Thị không muốn nhìn thấy, mà Lý Dương cũng không muốn nhìn thấy. Lý Dương nhớ rõ kiếp trước, tỷ lệ chiếu phim của Transformer 4 và tốc độ và tình cảm mãnh liệt 7 đã vượt qua 85%. Chẳng lẽ phim Hài Long Quốc không đáng mong đợi như vậy sao? Lý Dương mặt ngoài không gần sống, trên thực tế sau khi nghe được tỷ lệ sắp xếp của người tại lành đường, nội tâm bắt đầu cuồn cuồng. Vạn đát Lý Dương trong lòng nhớ kỹ cái tên này. Lý tổng, chúng ta. Chuyện trước mắt rất cấp bách, nhìn Lý Dương mặt ngoài vẫn như cũ, Tôn Lệ không khỏi sốt ruột. Chờ một chút. Lý Dương liếc mắt nhìn vị trí cửa rồi nói, "Lý tổng." Vài phút sau, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Lý Thuần Phong, ánh mắt Lý Dương cũng sáng lên. Chương 7. Vấn đề chủ yếu nhất chính là tài chính bạn đang nghe tại truyện chấm audio lý thuần phong nhìn thoáng qua tôn lệ lý dương ra hiệu nói tiếp lý tổng đây là số liệu hai năm gần đây của vạn đát lý thuần phong đưa tài liệu cho lý dương lý dương ngưng thần nín thở cẩn thận lật xem bạn bè giúp đỡ đều chuẩn bị hết rồi chứ mười mấy phút sau lý dương đặt tất cả tư liệu sang một bên nghiêm túc nói với lý thuần phong lý tổng đều là bạn bè của tập đoàn lý thị đều đã chuẩn bị qua lý thuần phong gật đầu nói với lý dương lý tổng các ngươi đây là tôn lệ đứng ở một bên nghe mà không hiểu ra sao ngươi xem một chút đi lý dương nhìn thoáng qua văn kiện trên bàn nói với tôn lệ sau khi tôn lệ mở ra phát hiện toàn bộ tư liệu lý thuần phong mang đến đều là tập đoàn vạn đạt có quan hệ với một xí nghiệp theo tư liệu cho thấy Tập đoàn Vạn Đác bởi vì kế hoạch chuẩn bị đưa ra thị trường thất bại, dẫn đến chuỗi vốn sau này xuất hiện đứt đoạn. Quảng trường Vạn Đác tồn tại như thế nào vào năm 2007? Trong ba người ở đây, chỉ có tôn lệ trong lòng là rõ ràng nhất. Ông Trùng Quản lý Thương mại Long Quốc Người sáng lập mô hình kinh doanh bất động sản thương mại Ngành công nghiệp trực thuộc bao gồm nhiều bất động sản như trung tâm thương mại lớn, khách sạn, nhà ở nói hắn nắm giữ diện tích quản lý đứng đầu toàn cầu tuyệt không quá đáng. Năm 2007, chính là thời kỳ tập đoàn Vạn Đà mở rộng với tốc độ cao, từ quảng trường Vạn Đà thế hệ thứ nhất tiến hành chuyển biến mô hình kinh doanh của quảng trường Vạn Đà thế hệ thứ hai. Mô hình mở rộng Vạn Đác rất đơn giản thô bạo, chính là điên cuồng lấy đất, liên tục đầu tư xây dựng quảng trường Vạn Đác. Trong thời gian ngắn xây dựng quảng trường Vạn Đác nhiều hơn, vấn đề chủ yếu nhất phải đối mặt chính là tài chính vạn đác là có tiền nhưng cũng không chịu nổi tiết tấu điên cuồng mở cửa hàng như vậy chủ yếu là vạn đác quảng trường trong thời gian ngắn căn bản không cách nào kiếm được tiền cái này làm cho đầu ra tiền cũng không cách nào thu hồi lại một thời gian sau vạn đác tập đoàn tài chính liền bắt đầu mệt mỏi khi lý dương sống ở kiếp trước quảng trường vạn đác bắt đầu thực hiện từ đời thứ ba hướng về đời thứ tư quá độ hiện tại căn cứ lý thuần phong điều tra tư liệu chính là vạn phiên bản 2.0 của quảng trường đát, cũng chính là thế hệ thứ hai. Căn cứ vào trí nhớ của Lý Dương, quảng trường vạn đát tổng cộng chia làm 4 phiên bản. Phiên bản đầu tiên là thời kỳ mới thành lập, cũng chính là mô hình cửa hàng đơn lẻ, thông qua thu hút siêu thị lớn như Walmart, lợi dụng sức ảnh hưởng của Walmart để thúc đẩy các cửa hàng khác phát triển. Phiên bản thứ hai là thời kỳ quảng trường vạn đát phát triển với tốc độ cao, cũng chính là niên đại hiện tại của Lý Dương, tục xưng cửa hàng tổ hợp thương mại, là hình thức ban đầu của quảng trường Vạn Đác mà Lý Dương biết ở kiếp trước. Vạn Đích đã tăng thêm nội dung kinh doanh như cửa hàng quần áo, rạp chiếu phim, nhà hàng, v.v. Phiên bản thế hệ thứ ba chính là lợi dụng đường dành riêng cho người đi bộ bên ngoài quảng trường thương mại kết hợp với trung tâm thương mại, đồng thời gia nhập các dịch vụ thương mại như văn phòng, khách sạn, chung cư. Thế hệ thứ tư tiêu tốn nhất, cũng là trong thời gian ngắn không thể xây dựng hoàn thành dung hợp các tài nguyên như du lịch văn hóa, khu công nghiệp, hồ nước, v.v. Nghe đồn một quảng trường vạn địch thế hệ thứ tư hoàn thành xây dựng, ít nhất cần 50 tỷ vốn. Lý Dương nhìn thấy tư liệu cho thấy, trước mắt Vạn Đác đang đạt được ý định hợp tác bước đầu với tập đoàn đầu tư công nan gan của Úc, sắp thu mua quảng trường Vạn Đác của chính thành phố dưới trướng Vạn Đác. Dựa theo Lý Dương trí nhớ tuyến, nếu như một khi thu mua thành công, cái này chính tòa thành thị vạn đát quảng trường toàn bộ sẽ đổi tên thành duyệt hội quảng trường, do công Năng gan đầu tư tập đoàn toàn quyền phụ trách này kinh doanh phát triển. Địa điểm chọn quảng trường vạn đát vẫn luôn rất độc đáo, nếu bị người Úc ăn hết mấy quảng trường vạn đát này, vạn đát sẽ nhận được gần 3,1 tỷ vốn, đối với sự phát triển sau này không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Một khi lại tùy ý vạn đát tiếp tục phát triển như vậy, không nói cái khác, chỉ riêng khu vực này cũng sẽ có được càng nhiều quyền lên tiếng. Làm tuyến viện Lý Dương nghĩ tới đây, liền có ý nghĩ muốn làm viện tuyến, dù sao viện tuyến tại Long Quốc ngày sau điện ảnh thị trường hấp kim năng lực, Lý Dương cũng có chút đỏ mắt. Lý Thúc, hiện tại tập đoàn Vạn Đác vốn lỗ hổng là bao nhiêu? Căn cứ vừa mới phát tới tin tức, trước mắt Vạn Đác vốn lỗ hổng 1,5 ức. Một tỷ rưỡi. Lý Dương bắt đầu suy tư, 1,5 tỷ đối với hắn mà nói không tính là nhiều. Mấy ngày hôm trước hắn còn dựa vào dầu thô kỳ hạn kiếm được 35 ức, tương đương với nhân dân tệ là hơn 200 ức. Nhưng làm thế nào để lợi dụng lỗ hổng 1,5 tỷ này, đây là mấu chốt nhất. Đầu tư vạn lần. Nhưng thật ra có ý nghĩ này, chỉ là hiện tại cửa hàng của quảng trường vạn đạt mở rộng chính là một cái động không đấy. Mua quảng trường vạn đạt sắp bán cho tập đoàn đầu tư Úc, Lý Dương cảm thấy cũng không phải rất có lời. Nếu thật sự làm như vậy, ít nhất sẽ tốn 3,1 tỷ tài chính. Lý Dương trong đầu bỗng nhiên sáng ngời nói. Lý Thúc. Liên hệ vạn đác quảng trường, nói chúng ta muốn có thể cho bọn hắn tiền. Lý Tổng, ngài xác định. Lý Thuần Phong và Tôn Lệ càng ngày càng không hiểu thao tác của Lý Dương. Bản chất của giới giải trí, kỳ thật chính là vốn liếng đánh cờ lẫn nhau mà sự tồn tại của quy tắc ngầm trong giới giải trí, thực chất là xây dựng trên cơ sở vốn liếng. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu như giai đoạn trước Dương Mật không có được hợp đồng chia cao, hiện tại căn bản không có khả năng cùng Lý Dương có quan hệ ấm áp như vậy. Nếu lúc trước Đào Hồng không biết thân phận của Lý Dương, căn bản cũng sẽ không khanh khanh ta ta như bây giờ, chớ đừng nói chi là mấy ngày hôm trước Lý Dương vẫn luôn ở trong phòng Đào Hồng lâu như vậy. Không có tiền đi lặng kết quả cuối cùng rất dễ dàng sẽ đem ngươi trở thành một xấu xa cặn bã nam, có tiền đi tiền tựu không giống nhau, xưng hô cũng sẽ thay đổi, cặn bã nam cũng sẽ biến thành người giàu có. Nữ minh tinh tìm ngươi, đơn giản chính là đối phương muốn dựa vào người giàu có mà thôi. Đây chính là hiện tại giới giải trí tình huống thực tế, hoặc là có tiền, hoặc là vừa có người lại có tiền. Hiện tại vạn đác đem tỷ lệ sắp xếp phim người tại đồ điều chỉnh tới điểm đóng băng đối với vạn đát mà nói không liên quan đến đau khổ một bộ phim hài nhỏ bọn họ vẫn có thể đắc tội nổi lý dương vốn định đợi đến khi nghiệp vụ truyền thông lý thì ổn định mới tiến quân vào tuyến viện nhưng thao tác này không thể không để cho hắn tiến hành bố trí trước hiện tại truyền thông lý thì cùng người tại lành đường giống như là bị người bóp chặt cổ họng tư vị như vậy cũng không dễ chịu bất quá lý dương đối với công ty có thể tích tương đối lớn như vạn đát có suy nghĩ của chính hắn hiện tại mấu chốt nhất chính là xem vạn đát có ý định bán tuyến viện hay không. Mấy giờ sau, trong hội nghị cấp cao của tập đoàn vạn đát, nhận được tin tức truyền thông Lý Thị muốn đầu tư cho bọn họ. Đối với tin tức như vậy, ý kiến của lãnh đạo cấp cao vạn đát không thống nhất lắm, bởi vì hiện tại hợp tác giữa bọn họ và công năng gan sắp đàm phán thành công, so với nhà đầu tư trong nước, bọn họ càng vừa ý ngân hàng tài phiệt Úc hơn. Nhưng một loại âm thanh khác cũng theo đó xuất hiện. Đó chính là không muốn bán, bởi vì đây đều là sản nghiệp bọn họ tích lũy từng chút một. Cha, cái này lý thị truyền thông là lúc trước từ tài chính ngành nghề chuyển nghề, trong tay tài chính ít nhất có 100 ức. Vương Đại Thông hiện tại chỉ có 19 tuổi, nhưng đã sớm là công tử trà trộn giới giải trí nhiều năm, đối với cái tên truyền thông lý thị này trước đây từng có hiểu biết. Thằng nhóc. Ngươi xác định? Vương Kiện Lâm nhíu mày, bởi vì hắn thật sự không nghĩ ra vì sao truyền thông lý thị lại chủ động như vậy. Có tiền cũng không đến mức như vậy. Cha, ta tại giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, đối với giới giải trí tin tức, không dám nói 100% xác định, ít nhất cũng có cái 90%. Vương Đại Thông thề song sắc nói, hiện tại hắn tuổi còn nhỏ, đối với lý tin tức truyền thông thì chủ động đưa tiền, hoàn toàn là cho rằng đối phương chính là muốn giao hảo với vạn đát. Thằng nhóc nhà ngươi còn không biết xấu hổ nói lăn lộn trong giới giải trí. Mẹ nó làm bụng mấy cô gái lớn rồi. Vương Kiện Lâm không nghe còn đỡ, vừa nghe con trai mình Vương Đại Thông nói liền lập tức tức giận. Thiên phú kinh doanh của mình Vương Đại Thông một chút cũng không học được, tìm lối tắt khác, đi giới giải trí nối giỏi tông đường cho Vương gia. Nhìn thấy đứa con trai bất học vô thuật của mình, Vương Kiện Lâm tức giận ngứa răng. Hiện tại Vương Kiện Lâm là thời điểm đau đầu nhất tài chính của xí nghiệp hao phí quá lớn, với thực lực của tập đoàn Vạn Đạt trước mắt rõ ràng là có chút chống đỡ không nổi. Nếu không, cũng sẽ không bán quảng trường Vạn Đạt cho công ty đầu tư công nan gan Úc với giá thấp. Bán đi sản nghiệp nhà mình, tuy rằng trong thời gian ngắn, tâm huyết của mình đã bị đốt sạch, nhưng đối với sự phát triển lâu dài của Vạn Đạt, rất cần thiết, dù sao cũng là 31 triệu tiền mặt. Con đập. Lần này nếu ngươi còn lừa lão tử, ta trực tiếp đưa ngươi ra nước ngoài. Vương Kiện Lâm nghe được Vương Đại Thông lời nói, trong lòng cũng là có chút do dự, hiện tại hắn đã tìm không thấy biện pháp khác. Vì kế này, chỉ có thể tìm hiểu một chút ý tứ của truyền thông lý thị, dù sao cũng không có. Ngươi sẽ ngốc như vậy, chủ động cho mình vay tiền. Chương 8 Cha Tiểu tử này thật sự nghĩ cho chúng ta mượn tiền. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ta một hồi còn muốn cùng công nanh gan tập đoàn gặp mặt, một khi thăm dò rõ hư thực của đối phương, lập tức gọi điện thoại cho ta. Vương Kiện Lâm cầm lấy điện thoại di động, gọi điện thoại cho em trai mình tin tưởng nhất là Vương Kiện Như. Vương Kiện Như, ngoại trừ là em trai của Vương Kiện Lâm, còn là phó tổng giám đốc cao cấp của tập đoàn Vạn Đác, quản lý bộ phận chiến lược của khu Hoa Đông, lúc này phái hắn đi hiển nhiên là thích hợp nhất. Lý Tổng, Vương Kiện Như sẽ đến công ty chúng ta, đoán chừng là muốn xem ý của chúng ta vẻ mặt tôn lệ thập phần nghiêm túc nói xem ra lão vương vẫn là không tin chúng ta bằng không chính mình liền tới lý dương đối với việc ai tới đàm phán căn bản không quan tâm quan trọng là đối phương có thể tiếp thu được số tiền này chỉ cần đối phương lấy được phần tiền này tỷ lệ sắp xếp phim người tại lành đường vậy thì dễ nói lệ tỷ một hồi vương kiện như tới về sau ngươi đi câu thông nhớ kỹ này ba điểm lý dương nhẹ giọng nói bên tai tôn lệ lý tổng ngài xác định tôn lệ có chút không tin chính mình lỗ tai nghe được nội dung khi nàng nhìn thấy tố chất vẻ mặt nghiêm túc sau đó liền không truy vấn nữa lập tức làm theo chỉ thị của lý dương lý thúc ngươi đi làm hai chuyện chuyện thứ nhất là thành lập một nhà đầu tư công ty chuyện thứ hai chính là đào mấy cái bất động sản phương diện nhân tài đến lúc đó ta tới phỏng vấn vâng lý tổng Hiện tại tất cả đầu tư của Lý Dương đều là từ tài khoản truyền thông Lý thị, đối với quản lý công ty Hậu Kỳ mà nói, sổ sách vô cùng phức tạp, đối với sự phát triển của công ty Hậu Kỳ vô cùng bất lợi. Cho nên Lý Dương lúc này mới quyết định thành lập một công ty đầu tư, chuyên môn đi đầu tư, về phần truyền thông Lý thị, an tâm làm tốt công tác liên quan đến điện ảnh và truyền hình là được rồi. Mặt khác là công ty bất động sản. Bây giờ là năm 2007, bất động sản đang trong thời kỳ tăng trưởng, bây giờ làm bất động sản so sánh với 22 năm, thật sự là quá có lời. Nhất là nhìn thấy vạn đát điên cuồng trầm đất như thế, Lý Dương có ý nghĩ muốn động đến miếng bánh ngọt này. Bất quá, Lý Dương đối với việc làm như thế nào, đã nghĩ kỹ rồi, chính là tham khảo vạn. Phiên bản 3.0 Hiện tại Vạn Đác vẫn là phiên bản 2.0, đối với 3.0 hiện tại vẫn chưa thử nghiệm. Nếu như vượt qua một phiên bản trước, như vậy người dẫn đường mô hình bất động sản thương mại trong tương lai sẽ trực tiếp biến thành Lý Dương. Lý Dương nghĩ tới đây, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Trong phòng họp, ánh mắt Vương Kiện Như ôn hòa, thập phần trầm ổn ngồi đối diện Tôn Lệ. Một công ty truyền thông muốn cho bọn họ mượn 15 tỷ, Vương Kiện Như trước khi đến đã chuẩn bị vả mặt cái công ty truyền thông muốn làm mánh lới này. Nhưng khi Vương Kiện Như đi tới dưới lầu truyền thông Lý Thị, hoàn toàn sợ ngây người bởi vì tòa nhà ven sông này đều là của truyền thông lý thị hắn làm vạn đác tập đoàn cao cấp phó tổng giám đốc đồng thời cũng chiếu cố vạn đác dưới cờ viện tuyến công tác mỗi ngày sở tiếp xúc truyền thông công ty cũng không phải số ít nhưng giống lý thị truyền thông như vậy tại ma đô khu vực coi như không tệ vị trí có một tòa văn phòng hắn thật đúng là chưa từng nghe nói qua chỉ cần giá cả của tòa nhà này phóng chừng đã khuyên lui rất nhiều công ty truyền thông rồi hiện tại ngồi ở đối diện tôn lệ hắn trực tiếp đem ý nghĩ lúc trước đánh mặt truyền thông lý thị buông tha. Tôn Tổng, đối với đầu tư của quý công ty, chúng tôi vạn đát công ty chân thành hy vọng có thể đạt thành nhận thức chung. Vương kiện như cùng ca ca của hắn có chỗ bất đồng, rõ ràng nhất chính là học được thu liễm mũi nhọn, điểm này cũng làm cho hắn ở trong nghề được khen ngợi, đây cũng là nguyên nhân vương kiện lâm an bài hắn tới. Vương Tổng, đối với chuyện vay tiền, Lý Tổng chúng ta chỉ có ba yêu cầu. Thứ nhất, cho anh vay 1,5 tỷ, trong vòng một năm trả hết, không có lãi. Vương Kiện như vốn cho rằng, không có lợi tức chỉ là một câu nói suông, nhưng không nghĩ tới tôn lệ trực tiếp đem lời này đặt ở trong hội nghị, tính chân thật của điểm này không thể nghi ngờ. Điểm thứ hai, hoàn trả trong vòng một năm, nếu không thể hoàn trả, bên bạn sẽ cung cấp 7 quảng trường vạn đác là lợi tức, về phần chỗ ngồi nào, chúng tôi sẽ viết vào hợp đồng. Cái gì? 7 chỗ. Tôn Tổng, điểm này tôi cần nói chuyện với vương tổng không thể hoàn lại đó chính là cái giá của bảy tòa quản trường vạn đát vương kiện như là phó tổng giám đốc tập đoàn không giả nhưng quyết sách như vậy hắn phải cùng đại ca vương kiện lâm của mình thương lượng một chút hắn cũng không muốn cuối cùng cổng một cái nồi như vậy trở lại tập đoàn vạn đát điểm thứ ba tập đoàn chúng ta cần phải chuyên môn kế toán đi trước các ngươi công ty làm việc điểm này chúng ta cũng là vì rõ ràng chính mình mượn đi tiền tiêu ở vị trí nào Đối với điểm này, Vương Kiện như ngược lại có thể lý giải, dù sao thao tác như vậy ở trong công ty vay tiền là tương đối thông thường. Bất kỳ một công ty nào cũng không có khả năng đem nhiều tiền như vậy cho mượn về sau mặc kệ, ngược lại sẽ an bài người của công ty mình đi giám sát số tiền này sử dụng như thế nào. Về phần Lý Dương cho Vạn Đác mượn 1,5 tỷ này, Lý Dương tin tưởng có thể trợ giúp Vạn Đác nhanh chóng hồi máu, nhưng về phần khủng hoảng tài chính một năm sau, giá phòng giảm xuống không gian lợi nhuận của vạn đát thu nhỏ lại, đến lúc đó quyền lên tiếng sẽ thuộc về Lý Dương. Lý Dương cũng không phải là người muốn báo thù, nhưng chuyện gián tiếp lũng đoạn doanh thu phòng vé như vạn đát đã khi dễ đến cửa nhà mình, vậy hắn sẽ không có thể nhắm mắt làm ngơ. Lý Dương nhìn như là cho tập đoàn vạn đát mượn, muốn khơi thông tốt quan hệ với vạn đát, kỳ thực là muốn một năm sau mượn chuyện trả tiền để làm văn chương. Đơn giản mà nói, dưới tác dụng đòn bẫy, đối với một người bình thường, 15 đồng hoàn toàn có thể cậy được 40 đồng, nhưng muốn dùng 150 ngàn cậy được 400 ngàn, vậy sẽ rất khó khăn, chứ đừng nói chi là lợi dụng 1,5 tỷ cậy được 4 tỷ. Nhưng đối với vạn đát mà nói, chơi chính là đòn bẫy, lợi dụng tài sản phía dưới tập đoàn đi ngân hàng vay tiền, sau đó lại trải qua mấy hạng mục lưu chuyển, tiến tới thực hiện trong tay nắm giữ càng ngày càng nhiều dòng tiền mặt. Nhưng chuyện như vậy, Long Quốc cũng không phải mặc kệ, chỉ cần ngươi không cần vượt tuyến hoàn toàn có thể mắt nhắm mắt mở, một khi ngươi vượt qua tuyến này, cho dù là ngươi thủ đoạn thông thiên, ở trước mặt quốc gia cũng bất quá là trò vặt mà thôi. Số tiền này của Lý Dương đến Vạn Đát, hắn tin tưởng Vạn Đát cũng sẽ tiến hành thao tác ngầm, cho nên lúc này hắn mới muốn phái người đi giám sát. Là một nhà đầu tư, hắn đương nhiên không muốn Vạn Đát có thể trả lại tiền của mình, một khi trả không được, hắn sẽ có bảy tòa quản trường Vạn Đát tới tay. Mỹ Tư Tư về phần làm thế nào để vạn đát không lên, trong lòng Lý Dương đã có kế hoạch. 1,5 tỷ đổi 7 quảng trường, quả thật so với công ty đầu tư ở Úc thì mua 9 tòa, có lời hơn nhiều. Lý Dương dám làm như vậy nguyên nhân, chính là coi trọng vạn đát tự phụ, hoặc là nói Vương Kiện Lâm tự phụ. Kiếp trước Lý Dương xem qua Vương Kiện Lâm phỏng vấn video, ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với một mặt tự phụ của nó nếu phiên bản 3.0 của Vạn Đác là kết hợp đường dành riêng cho người đi bộ bên ngoài trung tâm thương mại với trung tâm thương mại, gia nhập các dịch vụ đồng bộ thương mại như văn phòng, khách sạn, nhà trọ, như vậy Lý Dương dự định trực tiếp lợi dụng công ty bất động sản bố cục xung quanh 7 tòa quảng trường Vạn Đác. Trong vòng một năm, Lý Dương sẽ không ngừng gia tăng đầu tư vào tuyến Vạn Đác, lấy được càng nhiều cổ phần, chờ công ty bất động sản của Lý Dương làm lớn, bố cục xung quanh Vạn Đác tốt trong túi thu nhập của bảy tòa quảng trường vạn đác như vậy kế tiếp chính là thời khắc lý dương thu mua tuyến vạn đác chương 9 hóa ra tại chỗ này đợi đây bạn đang nghe tại truyện chấm audio con người tóm lại là có khuyết điểm đối với vương kiện lâm mà nói khuyết điểm lớn nhất chính là quá mức tự phụ vương kiện lâm đối mặt với lý dương không có khả năng không có lòng tin kia còn không lên một phẩy năm tỷ này nhưng cũng trúng bẫy của lý dương quả nhiên sau khi vương kiện như đem kết quả đàm phán truyền thông lý thì nói cho đại ca vương kiện lâm của mình liền bị vương kiện lâm tác đầu tác mặt một trận chửi bới tập đoàn vạn đác của chúng ta sẽ trả không nổi vương kiện lâm nói năng có khí phách đại ca chủ yếu là ta sợ chúng ta hiện tại tuy rằng rất thiếu tiền nhưng là một năm về sau đợi đến một nhóm hạng mục bắt đầu đưa vào hoạt động về sau chút tiền ấy chúng ta vẫn có thể trả nổi vương kiện lâm thề son sắc nói xong liền trở về phòng họp các vị thành viên hội đồng quản trị bây giờ về chuyện lý thì truyền thông cho vạn đác mượn tiền mọi người thấy thế nào vương kiện lâm yêu cầu vương kiện như thuật lại quá trình này một lần liền bắt đầu nhìn chung quanh toàn bộ phòng họp vương tổng chúng tôi tin tưởng ngài chủ tịch công ty đồng thanh nói hiện tại thể lượng vạn đác đã là lớn nhất long quốc công ty bất động sản thương mại sau khi thành viên hội đồng quản trị của những công ty này nghe được lời của Vương Kiện Như, thậm chí cảm giác truyền thông lý thì đánh bạc như vậy, hoàn toàn là đang vũ nhục bọn họ. Đối với sức mạnh của công ty, những giám đốc này hiểu rõ nhất. Bọn họ tin tưởng một năm sau, Vạn Đác nhất định sẽ trả lại cho Lý Dương 1,5 tỷ này. Đối với Vạn Đác mà nói, cần nhất là cái gì? Đó là tiền. Hiện tại có người đưa tiền tới cửa. Hơn nữa còn là một công ty truyền thông nho nhỏ, đưa ra ba điều kiện hoàn toàn có thể tiếp nhận, cho nên không ai sẽ tin tưởng Lý Dương người trẻ tuổi này có thể làm ra con thiêu thân gì. Đây là thông tin từ Lisa Media, họ sẽ có một bộ phim được phát hành trong vòng 3 ngày, và tôi đoán lý do tại sao họ làm điều đó có thể liên quan đến tỷ lệ sắp xếp của bộ phim. Vương Kiện như nói xong, đem tư liệu về truyền thông lý thì phát ra trước mặt các thành viên hội đồng quản trị. Lý Thị Truyền thông bộ phim này tại chúng ta phòng vé xếp hạng phim hơi thấp a. À. Một thành viên hội đồng quản trị trong đó sau khi nhìn thấy tỷ lệ sắp xếp phim 11% nói 11%. Kiện như đây là chuyện gì xảy ra? Vương Kiện Lâm thấy bộ phim đầu tiên của Truyền thông Lý Thị lại thấp như vậy, lúc này chất vấn Vương Kiện Như, Vương Tổng ngay từ đầu ta xem bộ phim này loại hình có chút ít người. Hơn nữa vẫn là bộ phim đầu tay của truyền thông Lý thị, cho nên Vương Kiện như ngay từ đầu cũng không nghĩ tới bộ phim này chính là của Lý Dương. Dù sao mỗi ngày tìm mình sắp xếp phim truyền hình công ty rất nhiều, đối với Lý thị truyền thông tên lúc ấy cũng không có để ý. Thẳng đến sau khi từ truyền thông Lý thị trở về, cấp dưới đem toàn bộ tư liệu truyền thông Lý thị cho mình, lúc này mới phát hiện tỷ lệ sắp xếp phim là 11%. Vương tổng tôi đề nghị tăng tỷ lệ chiếu phim cho lý dương dù sao bọn họ cũng cho chúng ta mượn nhiều tiền như vậy vương kiện như lại đứng dậy đề nghị với vương kiện lâm ân tới mà không đi vô lễ bọn họ làm sao cùng ngươi câu thông vương kiện lâm trầm giọng nói họ họ không đề cập đến vấn đề phát thải chip vào thời điểm đó chủ yếu là về việc vay tiền khi nào thì tiền được chuyển vào tài khoản nói là bốn ngày sau sau khi Vương Kiện Lâm nghe được lời của em trai, nhìn thoáng qua thời gian công chiếu người tại lành là ba ngày sau. Thời gian gửi tiền sau thời gian chiếu phim. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Hiện tại vấn đề chủ yếu mà truyền thông lý thì phải đối mặt, chính là tỷ lệ sắp xếp bộ phim đầu tay, dựa theo lẽ thường mà nói, không có khả năng sẽ không nói ra với vạn đác. Vương Kiện Lâm lập tức nghĩ tới cái gì, liền nói với Vương Kiện như. Ngươi lại đi một chuyến lý thì truyền thông, nói chúng ta đem sắp xếp phim suất đề cao đến 90%. Cái gì? Cải thiện nhiều như vậy? Vương Kiện Như là người phụ trách phân công quản lý tuyến viện, đương nhiên là biết nguyên nhân Vương Kiện Lâm làm như vậy. Nhưng trong nháy mắt tăng lên cao như vậy, thật sự là có chút không bình thường, Vương Kiện Lâm làm như vậy, hoàn toàn là đã đem người tại Lành Đường cùng Hollywood phim lớn xếp ở vị trí giống nhau. Những thành viên khác đều không lên tiếng ngược lại ủng hộ quyết định của Vương Kiến Lâm. Người ta không tức cho ngươi mượn 1,5 tỷ, ngươi làm cho người ta nhiều tỷ lệ chiếu phim một chút, có qua có lại, cũng không quá phận. Sau khi nhìn thấy Vương Kiện như đi, Vương Kiện Lâm mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản, nhưng đến tột cùng là chỗ nào không thích hợp, hắn cũng nói không nên lời. Trước mắt bởi vì chuyện truyền thông lý thị vay tiền, dẫn đến giao dịch giữa tập đoàn đầu tư công Nangang Australia và Vạn Đác tạm thời gác lại vốn chuyện này vô luận là đứng ở góc độ ai đều là cùng có lợi. Đừng nhìn vạn đác trước mắt bán đi chính tòa vạn đát quảng trường, dựa theo thời gian bình thường phát triển khai tuyến, tập đoàn vạn đát chính là mượn hơn 3 tỷ này giải quyết khẩn cấp, có tài chính hùng hậu, bọn họ mới càng có sức mạnh tiến hành xây dựng các thành phố lớn của Long Quốc, vì ngày sau trở thành lão đại quản lý thương mại mà chuẩn bị đầy đủ. Mà tập đoàn đầu tư công nan gan của Úc, lúc này chính là tìm kiếm cơ hội tiến vào Long Quốc phát triển dù sao hiện tại Long Quốc không giống với dĩ vãng, thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều, phát triển kinh tế xã hội tăng vọt, ở Long Quốc tăng lên kỳ tiến hành đầu tư, là phi thường có tiền đồ. Bất quá so với bán đi chính tòa quảng trường vạn đát, Vương Kiện Lâm giống như là cắt đi thịt trong lòng mình. Nếu không là có khó khăn, ai nguyện ý đem tài sản trị giá hơn 30 ức bán đi? Phòng họp truyền thông Ma Đô Lý Thị Một giờ sau, Vương Kiện như lại ngồi ở vị trí tương tự. Tôn Tổng, hội đồng quản trị của công ty chúng tôi đối với ba điểm đề nghị của quý công ty, không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa còn đem tỷ lệ sắp xếp phim người tại lành mà quý công ty đầu tư tăng lên tới 90%. Vương Kiện như tràn đầy tự tin nói, tự như đại ca mình trước khi đến dặn dò được, chuyện có thể giao suất phim chủ động nói ra, coi như là trả lại nhân tình cho truyền thông lý thị. Đối với Vạn Đác mà nói, chuyện xếp hạng phim này đơn giản chỉ là một câu nói của cấp cao, từ 11% đến 90% bình thường mà nói căn bản là không có khả năng phát sinh. Ít nhất chưa từng xuất hiện trong lịch sử sắp xếp của vạn đát. À, được. Lát nữa tôi sắp xếp tài vụ gửi 90% tiền cho các anh. Tôn lệ nghe xong, cũng không có phản ứng quá lớn, bởi vì trước khi ngồi vào phòng họp, Lý Dương đã nói với hắn, 1,5 tỷ này, có thể cho, nhưng sẽ dựa theo tỷ lệ phần trăm, trả từng kỳ. Ví dụ như tỷ lệ sắp xếp phim, con người trên đường sống là 11% thì sẽ trả 1,5 tỷ 11%, nếu tỷ lệ sắp xếp phim là 90% thì trả lại 1,5 tỷ 90%. 90%. Tôn tổng, cái này. Vương Kiện Như sắc mặt lập tức kéo xuống, vốn chính mình còn muốn ở lý thị truyền thông trước mặt khoe khoang một chút, đem bọn họ điện ảnh sắp xếp tỷ lệ tăng lên tới 90% nhưng kết quả lại cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống nhau. Vương Kiện lúc như ngồi trên đống lửa, đồng thời cũng dần dần hiểu ra, bà nội nó, không ngờ giai đoạn trước không nói đến chuyện sắp xếp phim, thì ra là đang chờ ở chỗ này. Chương 10 Diễn viên xin phép nghỉ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Cái gì? Dựa theo tỷ lệ sắp xếp mà trả tiền sau khi Vương Kiện Lâm nghe được lời nói của Vương Kiện Như, nhất thời nổi trận lôi đình, chưa từng thấy ai trả tiền như vậy. Đây không phải rõ ràng là đang đánh vào mặt vạn đát sao. Nhìn thấy Lý Dương đưa ra 90%, cảm giác giống như có một con vịt bay đến bên miệng. Hiện tại quan hệ giữa Vương Kiện Lâm và tập đoàn đầu tư công nan gan bởi vì không hợp tác thành công, rớt xuống điểm đóng băng. Vương Kiện Lâm kiêu ngạo căn bản không có khả năng quay đầu lại đi tìm người công nan gan đầu tư. Sau khi công chiếu 3 ngày sắp xếp tỷ lệ 97%, vương kiện lâm thở phì phò nói với vương kiện như một trăm phần trăm chuyện như vậy cơ hồ là không tồn tại dù sao còn có tác phẩm của công ty điện ảnh và truyền hình khác treo ở doanh thu phòng vé cũng không thể bởi vì điện ảnh của lý dương mà đắc tội với toàn bộ giới giải trí chứ cùng lắm thì ba ngày công chiếu này đem đa số tài nguyên cho truyền thông lý thị đối với tuyến viện vạn đạt mà nói tổn thất không bao nhiêu dù sao tuyến viện của bọn họ cũng là ăn một phần hoa hồng hiện tại chỉ có hy vọng doanh thu phòng vé của người ở đồ có thể bán nhiều một chút, mình cũng có thể trả lại chút máu. Đồng thời để giành được 1,5 tỷ nhân dân tệ, Vương Kiện Lâm còn sắp xếp toàn bộ viện tuyến tiến hành dự phòng công việc bán hàng, ngay cả Vương Kiện Lâm cũng tự giác gặp phải một đối thủ. Vô thanh vô tức cư nhiên đem hắn đều cho đáng đo. Đây là Lý Dương không kém con trai mình mấy tuổi. Quả thực so với đứa con trai không chịu thua kém của mình mạnh hơn nhiều. Lý Tổng, lúc trước tôi còn tưởng rằng, ngài là dưới tình thế cấp bách mới làm ra quyết định như vậy, không nghĩ tới nội dung vỡ kịch đảo ngược nhanh như vậy. Toàn bộ truyền thông lý thị, người cao hứng nhất chính là từ tranh, khi biết được tỷ lệ sắp xếp phim điện ảnh của mình đạt tới 97%, mọi người thiếu chút nữa ngất xỉu. Đây là sự tồn tại có một không hai trong lịch sử doanh thu phòng vé của Long Quốc. Lúc này nhìn về phía Lý Dương, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Lý Tổng, lợi hại, lần này thấy được thủ đoạn của ngài rồi. Tôn Lệ ngồi ở một bên cũng bắt đầu khen ngợi Lý Dương. Nếu như đặt ở công ty điện ảnh và truyền hình khác, gặp phải tình huống như vậy, phỏng chừng đã sớm nghỉ ăn. Thao tác này của Lý Dương khiến vạn đác trở tay không kịp. Đối với tỷ lệ sắp xếp 97% số liệu, Lý Dương coi như là tương đối hài lòng, cho dù vạn đác viện tuyến có cường ngành hơn nữa, phỏng chừng cùng toàn bộ giới giải trí là địch, bọn họ còn không có sức mạnh kia trước mắt trong giới giải trí bởi vì thao tác của lý dương trong nháy mắt cả giới đều điên cuồng lên có thể làm cho vạn đát lui bước nhiều như vậy thật là lần đầu tiên trong lúc nhất thời tên lý dương lần này xem như hoàn toàn bùng nổ trong giới giải trí rất nhiều diễn viên biên kịch đạo diễn đều bắt đầu chờ đợi doanh thu phòng vé của người tại lành đều muốn xem lý dương đầu tư điện ảnh trình độ như thế nào chú lý đặt hai vé máy bay đi bắc kinh hôm nay chú theo cháu đi bắc kinh một chuyến Lý Dương thở vào nhẹ nhõm, về phần công việc trước khi công chiếu người tại lành đường, hắn đã đem hết toàn lực, về phần doanh thu phòng vé thế nào, phải xem phản hồi của thị trường. Công việc tiếp theo là chuẩn bị cho công ty đầu tư. Đem công ty đầu tư xây dựng ở Kinh Thành, Lý Dương chỉ lo lắng một chút, đó chính là Trung Quang Thôn. Bây giờ vẫn là năm 2007, sự phát triển của ngành Internet vừa mới bắt đầu, Trung Quang Thôn còn là một thị trường kỹ thuật số vừa muốn cuộc khởi tương lai sẽ có bao nhiêu ông trùm Internet cuộc khởi từ Trung Quan Thôn, trong lòng Lý Dương rất rõ ràng. Trung Quan Thôn trong lịch sử Long Quốc, tương đương với nửa khoa sáng tạo sử. Nghe đồn ở Trung Quan Thôn, mỗi ngày có hơn 40 doanh nghiệp ra đời từ nơi này, nhất là sau giải phóng, sau khi Viện Nghiên cứu Khoa học Long Quốc vào ở đây, đã thu hút vô số đại lão khoa học kỹ thuật lục tục dựng trại ở đây. Trung Quan Thôn, cũng có người mười mấy năm sau đem nó trở thành hình ảnh thu nhỏ phát triển khoa học kỹ thuật của Long Quốc. Có công ty ra đời thì có sản nghiệp mới phát triển, động lực duy nhất để sản nghiệp phát triển chính là tài chính. Lý Dương lợi dụng trí nhớ kiếp trước, tại Trung Quan Thôn thành lập đầu tư công ty, có thể thực hiện cận thủy lâu đài trước được nguyệt, hậu kỳ những xí nghiệp này một khi phát triển lên, như vậy Lý Dương sẽ đầu tư ra Long Quốc nửa khoa sáng lập sử. Tiến vào thế kỷ 21, khoa học kỹ thuật mới là đệ nhất lực lượng sản xuất. Đây cũng là nguyên nhân Lý Dương Hạ quyết tâm xây dựng công ty đầu tư trước. Hơn nữa chính mình tương lai tức phụ trước mắt còn ở trường học tập luyện tiết mục, mượn thời gian này lại đi một chuyến kinh thành điện ảnh học viện, nói không chừng lần này có thể đem dương mật cho. Lệ tỷ công ty bên này ngươi trước nhìn chầm chầm điểm, chờ điện ảnh công chiếu về sau, ngươi như vậy. Lý Dương lại bắt đầu nhẹ giọng nói bên tai tôn lệ. Điều này làm cho Lý Thuần Phong, từ tranh bên cạnh xấu hổ không thôi, chỉ có bốn người, hai người các ngươi còn thì thầm, sớm biết chúng ta dư thừa, ngài nói một tiếng, chúng ta tự mình đi còn không được sao. Vâng. Lý Tổng. Tôn Lệ nghe Lý Dương nói xong, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, chỉ bằng vào ý chí của Lý Dương, mình đã theo đúng người rồi. Học viện Điện ảnh Kyoto hoàng tam thạch đang chỉ đạo bộ phim đọc điển thanh do dương mật và những người khác điển dưới sân khấu trò chơi cấm kỵ mùa xuân bộ phim đọc diễn này đối với diễn viên yêu cầu rất cao nhất là dương mật diễn la ra đối với hắn diễn xuất bản lĩnh là một cái không nhỏ khảo nghiệm hơn nữa hoàng tam thạch bình thường giáo dục học sinh tương đối nghiêm khắc vốn định hôm nay diễn nam diễn viên bởi vì mấy ngày nay biểu diễn cường độ cao thân thể đều mệt mỏi suy sụp không có đối thủ xuất hiện trên sân khấu thử thách mà Dương Mật phải đối mặt càng cao hơn. Kịch độc diễn, ý tứ mặt chữ cũng rất dễ lý giải, là kịch nói chỉ có một màn. Trên sân khấu kịch nói, có nhiều vở kịch và kịch độc diễn. Kịch nói, quán trà, tương đối nổi tiếng lúc trước, chính là một bộ kịch nhiều màn. Để đạt được các hiệu ứng nghệ thuật khác nhau, các cảnh khác nhau đã được sử dụng. Mà Dương Mật hiện tại diễn trò chơi cấm kỵ thanh xuân là một bộ kịch nói từ đầu đến cuối chỉ có một bối cảnh. Nói về chuyện giữa mấy học sinh phản nghịch và giáo viên, sau đó bởi vì giáo viên không chịu nổi học sinh nhằm vào, lựa chọn rời đi. So sánh với nhiều cảnh, phim độc diễn không có cảnh thay đổi, sau một cảnh, rất nhiều diễn viên chịu không nổi. Ngoài ra, nội dung vở kịch còn chặt chẽ, mâu thuẫn xung đột trong phim được triển khai khá nhanh chóng, đây cũng là nguyên nhân cực kỳ thử thách diễn xuất của diễn viên. Thầy Hoàng, Vương Cương. Vừa tập luyện xong, Dương Mật đi tới trước mặt Hoàng Tam Thạch hỏi chuyện bạn học nam. Tình. Dù sao nhân vật này trong phim gây áp lực rất lớn cho Dương Mật, không phải bởi vì cái gì khác, chủ yếu là nội dung cưỡng hôn, xé quần áo, thật sự là làm cho trong lòng Dương Mật ít nhiều có chút không thoải mái. Nếu không liên quan đến thành tích tốt nghiệp đại học của mình, cô mới không đến đóng vai này. Lý Tổng. Hoàng Tam Thạch đang nói chuyện với Dương Mật, đột nhiên nhìn thấy Lý Dương xuất hiện trong hội diễn trên mặt có chút kinh ngạc. Tại sao Lý Dương lại đến Bắc Kinh vào giờ này? Thầy Hoàng, bận lắm. Lý Dương đi tới bên cạnh hai người, nhìn thấy Dương Mật vẫn không quên chớp mắt. Lý Tổng, sao ngài lại tới đây? Lý Dương xuất hiện khiến Dương Mật có chút bất ngờ, trong lòng càng thêm vui sướng. Vốn còn tưởng rằng Lý Dương hoa tâm đại củ cải, sẽ tạm thời quên nàng, không nghĩ tới Lý Dương lại trực tiếp tới Kinh Thành tìm nàng.